xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Công Thành Show ngày hôm nay. Và phần này của chương trình sẽ được bảo trợ bởi trung tâm thẩm mỹ đẹp của bác sĩ Michael Đào. Là tất cả mọi các dịch vụ về sắc đẹp, quý vị có thể đến để tham khảo với bác sĩ Michael Đào, sửa ngực, căng da mặt, hút mỡ bụng, vân vân. Đó là trong trung tâm thẩm mỹ đẹp là đều có hết, kính thưa quý vị. Và số điện thoại là 714-406-0606. Thành xin được nhắc lại, 714-406-0606. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay Thành được hân hạnh có, như hồi nãy Thành có nói, già trẻ lớn bé là có đủ hết. Là trước hết là Thành có bé Hoàng Thiên Nga từ Việt Nam mà mới qua để luyện giọng với một người Mỹ bên này. Và Thành có nữ ca sĩ Thúy An là một người luyện giọng cho các em ở bên này. Yes. Và sau nữa là nữ ca sĩ Linda Trang Đài cũng có mặt trong chương trình. Và để mở đầu, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu với quý vị Hoàng Thiên Nga. Bây giờ con cầm cái micro lên, con chào quý vị khán thính giả đài SBTN nhé. Dạ, con xin kính chào chú Công Thành. Yes. Quý vị khán giả đang theo dõi kênh chương trình. Con tên là Hoàng Thiên Nga, con 9 tuổi. Con hiện tại đang sinh sống tại Việt Nam, còn và con qua Mỹ để con học nhạc tại Huntington Beach School of Music. Yeah, quá hay luôn. Ủa, chú tưởng là con 36 tuổi rồi chứ. Con còn lành quá. Con mới có 9 tuổi. Mới 9 à? Trời ơi. Nói chuyện giống 36 quá. Mà con, chú nghe nói đó, con hát nhiều thứ tiếng lắm phải không? Thì đó, con phải để micro lên. Dạ. Thì con hát được bao nhiêu thứ tiếng? Dạ, con hát được 4 thứ tiếng. À, tiếng gì? Là Việt là chắc chắn rồi. Rồi. Dạ. Là tiếng Anh, tiếng Pháp với tiếng Latin luôn. Ồ, tiếng Latin luôn hả? Dạ. Bài gì con hát là tiếng Latin? Dạ, bài mới tập đây thôi. Là có đúng một bài à. Một bài thôi. Một bài là. Thế nhưng mà cái bài, ok, thì bài tiếng Pháp con thích là bài gì vậy? Dạ, bài tiếng Pháp, nói chung bài gì con cũng thích hết trơn. Thế nhưng mà con nghe, nói cho chú nghe bài coi. Ví dụ một bài giống như là bài Dona Dona. Ồ, bài đó quá dễ. Quá dễ. Ừ. Dona 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 Dona. Không, mà cái điệp khúc thì quá dễ rồi, khỏi nói luôn. Quá lăng. Bây giờ nó chú hỏi con nè, mà không những là con biết hát đủ thứ tiếng như vậy, mà con còn biết đánh đờn nữa phải không? Dạ, con biết đánh sẵn thì con nói luôn là con biết đánh 4 nhạc cụ luôn. Ồ. Là trống là ưu tiên. Wow. Đàn piano. Yeah. Đàn keyboard và đàn guitar. Oh, piano, keyboard, guitar và trống. Yeah. Wow. Thì giờ đâu con đi học? Yeah. Thì giờ đâu con đi học? con hát 4 thứ tiếng, con đờn 4 thứ đờn. Rồi mà con học như vậy rồi, con học lớp mấy? Dạ, con đang học lớp 4. À. Dạ, chuẩn bị con lên lớp 5. Tức là về là sắp lên lớp 5. Học giỏi không? Dạ, con là được xuất sắc nhất trường luôn. Tại vì con hát hay hay là con học giỏi? Dạ. Chứ không là con chỉ là hát hay thôi. Mà lỡ mà người ta nói là trời ơi, ca sĩ mà hát hay mày học dốt dữ. Đâu có người ta nói vậy. Nhưng mà con là con học giỏi phải không? Dạ. Xuất sắc phải không? Dạ, xuất sắc. Thôi bây giờ khỏi nói về cái học đi, bây giờ nói về cái hát. Thì bây giờ đó, kính thưa quý vị, Thành xin được hân hạnh để giới thiệu đến quý vị bé
Hoàng Thiên Nga mới vừa đủ 36 tuổi sẽ trình bày một nhà phẩm đến với tất cả quý vị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, nữ ca sĩ Hoàng Thiên Nga. Con giới thiệu bài nhé. Và sau đây con xin được hát bài Mái Đình Làng Biển. Con đứng xích lên cái cho thấy ánh sáng, cho đủ thấy cái mặt con. Quá đẹp mà con đứng đây nó tối, có thể là không đẹp. Mời con trở về đi. Dạ. Con 9 tuổi sao không vậy? Dạ, 9 tuổi mà. sao giọng gì mạnh dữ vậy? Dạ. Chứ con đâu phải già đến độ 36 tuổi. Dạ. 36 tuổi đó, tại con lanh quá. Mà cái cô giáo của con đó, dạ, cô là người Mỹ phải không? Dạ, cô đó. Chú có thấy ở trong, con bỏ trong Facebook á. À, dạ. Là cô... cô giáo bao nhiêu tuổi? Dạ. Không biết. Thật sự ra con cũng không biết. Nhưng mà cô dạy giỏi không? Dạ, cô dạy giỏi quá trời luôn. Con được bao nhiêu lớp rồi? Dạ. Con được học với cô bao nhiêu lớp? À, bao nhiêu lớp hả? Bao nhiêu lần? Con cũng đâu rảnh đâu mà đếm.
Thôi không rảnh mà đếm. Kính thưa quý vị, Thành xin mạn phép quý vị một lần nữa cho Thành có một phần quảng cáo. Thành sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Và phần này kính thưa quý vị đã được quý vị vừa xem cái quảng cáo của Richita Bihaku, là gì? Màu trắng đẹp bằng tiếng Nhật. Richita Bihaku là một sản phẩm của Nhật Bản cho đặc biệt cho sắc đẹp và của làn da, kính thưa quý vị, là một cái mỹ phẩm làm cho trắng da và trị nám. Điện thoại là 714-914-4242. Thành nhắc lại 714-914-4242, hoặc là số điện thoại 714-595-3228, 714-595-3228. Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị Richita Bihaku. Có chị Ngọc của Virginia gửi vào. Trước hết em gửi lời chào đến anh Công Thành. Em rất thích chương trình của anh. Cảm ơn chị Ngọc. Ngày nào có show của anh là em đi về cũng canh giờ để coi. Và bên này là 10 giờ đêm. Và anh có thể hát tặng em một bài nào vui vui sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cảm ơn anh. Đây là chị Ngọc ở Virginia. Cảm ơn. Một lát nữa Thành tất cả các em chị em nghệ sĩ sẽ hát bài nào vui vui để tặng cho Ngọc. Vâng, và kính thưa quý vị, một người nữa gọi vào. Đó là chị Lan ở Dallas. Bé Thiên Nga rất nhanh nhẩu và khéo quá, thấy chưa? Chú nói con 36 tuổi là đúng rồi. Con hát tặng cho cô một bài nữa nhé. Chúc con thành công. Một lát nữa hát tặng nha. Giờ có người yêu cầu con lại hát mà bài Pháp nữa kìa. Thì lát nữa mình tính. Ok. Vâng, kính thưa quý vị, sau đây để tiếp nối chương trình, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị, lâu lắm rồi người nữ ca sĩ này mới có thời giờ để trở lại với chương trình Công Thành Show. Kính thưa quý vị, Thành xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Thúy An. Khỏe không? Mời em. Chào cô chưa? Ủi, ngoan quá. Đây, trước hết em có một lời chào đến quý vị khán thính giả trước khi mình nói chuyện. Lâu lắm em mới có dịp trở lại. Thì cũng gửi đến anh cũng như toàn thể đài, quý vị khán giả khắp nơi của đài Công Thành Show. Vâng. Để kính chúc sức khỏe. Vâng, đúng rồi. Thì bây giờ em trước hết anh để em anh muốn nói em nè. Là cái bao nhiêu lâu rồi em trước khi mà chương trình được dọn từ bên cái building kia qua bên này, anh đã kêu em mà em cũng không lên được, mà cho bây giờ là hơn năm rồi đó. Em xin lỗi. Yes, yes. Nhưng mà này, tại vì là công việc nó bề bộn quá, chắc cũng phải lâu lắm rồi em không nhớ. Đấy, thì nó một hơn năm á. Nè Nga ơi, cô Thúy An đó có một cái trường dạy gọi là cái gì ta, tiếng Việt Nam mình gọi là gì? Sướng cái gì? Sướng thanh à? Hay là gì? Luyện thanh. Ừ, luyện thanh phải không? Đấy. Sướng âm. Sướng âm, đúng rồi đó. Mà cô Thúy An có rất nhiều học trò ở đây nè. Kỳ tới con qua, con khỏi phải đi bà Mỹ kia qua bên cô Thúy An, cô dạy tiếp tục. Đúng không? Mà bây giờ... Mình nghĩ là nếu mà mình học ở đâu mà mình hợp thì là con cũng tốt cho con. Cô chúc con thành công. Con hát rất là hay và dễ thương nữa. Con cảm ơn cô. Thì hai ngày nữa là Nga phải về Việt Nam rồi phải không? Dạ đúng rồi. Qua chơi được bao nhiêu lâu rồi? Dạ con qua chơi cũng được khoảng tháng rồi. quá lâu đó. Nhưng mà sao tự nhiên nhanh con... ghê luôn. Chưa gì đã đầy tháng rồi, con tưởng mới có tuần à. Tội nghiệp. Nhưng mà bây giờ con cô Thúy An đó là cái bây giờ để hỏi về cô Thúy An cái trường của này. Bây giờ cái trường của em là bao nhiêu học sinh rồi? Hơn năm chắc nhiều lắm rồi phải không? Không, em không có nhận nhiều vậy, tại vì em cũng tại không có thời giờ. Đi show rồi lại phải nấu ăn hàng ngày rồi lại cũng phải đi thể thao với ông xã, thành ra là những cái học sinh mà ví dụ đi thi các talent hay là
đi thi Miss Store hay là những cái cuộc thi ở quận Cam này họ tổ chức đó, thì các bạn đến thì em coach cho người ta. Lại các ca sĩ ở các nơi đến thì người nào chưa có cơ bản thì em cũng coach cho các bạn, chứ còn em không có nhận nhiều. Tại vì cũng không được khỏe lắm. Thế là cũng hết rồi. Không, và bây giờ đây này nhá, cái hồi nãy anh thấy này, anh vừa đọc sơ sơ đó, có anh Tuấn, bầu chú Tuấn 70 tuổi, và chào anh Công Thành, cho tôi nhờ ca sĩ Thúy An có thể tặng cho tôi một bài hát Tiền Chiến được không? Giọng của cô rất là hay. Em, cái bài của em lựa là bài gì vậy? Hôm nay thì nhân mùa Vu Lan thì em cũng muốn ghi nhớ đến công lao sinh thành của bố mẹ em, cũng như tất cả những người con của chúng ta, thì em muốn hát một nhạc phẩm là Tình Con. Nhưng mà nếu mà lát nữa có thời gian, một lát nữa sẽ có thời gian, vâng, sẽ hát để tặng cho chú Tuấn. Thì bây giờ để anh xin được hân hạnh giới thiệu, kính chúc quý vị, nữ ca sĩ Thúy An, mời em. Vào đời buồn lối
Nữ ca sĩ Thúy An, cảm ơn em rất nhiều mời em trở lại. Và kính thưa quý vị, cái bài này là ai viết cái bài này vậy em? Bài này là của nhạc sĩ Nguyễn Kế Khuyến anh ạ. Anh ấy mới sáng tác cũng được chừng hơn một tháng thôi. Ồ, thảo nào em thấy mới quá, chưa bao giờ nghe. Anh nói là bởi vì là hôm đó bất chợt Cali có cơn mưa, anh nhớ không? Ừ. Thế rồi rất là nhiều những cái tác phẩm đã viết về cha, về mẹ. Nhưng mà cái tình con á, dành cho những cái bậc mà sinh thành, nhiều khi cơm áo gạo tiền nó quên đi. Nhưng mà một ngày nào đó thì anh ấy bảo là tất cả những cái tình cảm đấy lúc nào cũng đầy ắp trong anh ấy. Mặc dù là bây giờ không có theo cái nghề sáng tác nữa, nhưng mà bỗng chợt những cái tình cảm đấy nó ùa về, là anh viết ngay trong một buổi tối hôm đó. Cái đêm mưa hôm đó là anh ấy đã sáng tác bài này. Quá hay, bài này rất là hay.